Nếu anh em theo dõi chúng mình từ lâu thì anh em thể biết được rằng là mình với cả anh Đạt có cùng một quan điểm về tản nhiệt, tức là chúng mình đều ưu tiên tản nhiệt khí hơn. Và trong rất nhiều livestream chúng mình đã giải thích rằng là tản nhiệt khí tốt hơn này, tản nhiệt khí dùng thích hơn này, yên tĩnh hơn này, hiệu năng ok này, vân vân và vân vân. Nhưng thực sự nếu so sánh thì liệu rằng một chiếc tản nhiệt khí có tốt hơn một chiếc tản nhiệt nước không? Hãy cùng thử test xem nhé. Ok, đằng sau mình đây thì là chiếc máy tính màu trắng mà hôm trước mình mới build. Trong này thì sẽ có chứa CPU i9-13900KS, một chiếc CPU cực kỳ là mạnh nhưng cũng cực kỳ là nóng. Thế nên là cái công cuộc tản nhiệt nó thì vô cùng là mệt mỏi luôn. Vậy thì chúng ta sẽ có những ai, những tản nhiệt nào cháy nhất trong tầm giá nha. Bây giờ hãy cùng bắt đầu với chiếc tản nhiệt khí nhá. Mình sẽ có ở đây đó chính là chiếc Noctua NHD 15 phiên bản của mà Black. Đây là một chiếc tản nhiệt khí cực kỳ là đẹp, cực kỳ là hố, cực kỳ là chuẩn chỉnh mà ai ai cũng mê. Một chiếc tản nhiệt khí 2 tháp với 2 chiếc quạt cực kỳ là lớn khiến cho mọi người cảm thấy mê ly từng giây phút. Và nó lại còn là phiên bản màu đen nữa nên là đẹp hơn rất là nhiều so với cả phiên bản màu nâu đất kiểu kia. Rồi, và với bên của tản nhiệt nước thì mình sẽ có đó chính là chiếc với mức giá là 3.299.000, chúng ta sẽ có chiếc Lianli Galahad 340 AO anh em ạ, phiên bản Unifan. Em này với quạt Unifan thì khiến cho nó trở thành một chiếc tản AO cực kỳ là đẹp luôn, cùng với thiết kế block rất là hấp dẫn, có thể mở ra tháo vào để lộ chữ Lianli khiến cho người người đều mê. Nhưng mà tất nhiên rồi, chiếc tản nhiệt này là chưa đủ. Nhưng bây giờ nếu giảm tiền một chút đi, chúng ta sẽ nhận được chiếc HWX đến từ nhà Zonbo. Đây là phiên bản 360 và với TDP cân được lên tới là 300W thì chiếc tản này sẽ là một chiếc tản cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà hãy cùng thử test xem chiếc tản nào mới cháy nhất nhá. Vậy thì trước khi test tất cả mọi thứ ấy, thì mình sẽ phải nói trước cho anh em là mình test như nào. Thì mình sử dụng phần mềm Cinebench R23 và mình test trong khoảng tầm 30 phút chạy multicore nhá, để đảm bảo rằng check được gọi là số lượng xung và nhiệt độ nữa anh em ạ. Đấy, những cái thông tin đấy là cực kỳ quan trọng với chiếc tản của chúng ta và chiếc CPU của chúng ta nhá. Hãy cùng bắt đầu mở màn bằng chiếc NHD 15 đi. Thì nó thực hiện rất là tốt với công cuộc giữ chiếc 13900K chúng ta chạy ở mức ổn áp. Ở mức nhân P là 5.0GHz, còn mức nhân E thì là 3.975GHz anh em nhá. Cái kết quả của con NHD 15 đấy thì nhìn trông còn đẹp hơn rất là nhiều khi mà so sánh với cả chiếc Lianli Galahad AO 240. Sao lại như thế này anh em nhỉ? Một chiếc tản nhiệt AIO mà lại có khiến cho cái xung nó giảm kinh khủng đến như thế. Nhân P của chúng ta chỉ có thể trung bình ở mức là 4.7, nhân E thì cũng chả khá khẩm hơn 3.7 mà thôi. Nói đây thì anh em bảo là úi dồi ôi, tản nhiệt khí này thì là winner đúng không? Nhưng mà không anh em nhá. Khi mà Zonbo 360 bước vào vòng, chúng ta có thể thấy được rằng là chiếc tản nhiệt của chúng ta đã chiến thắng hoàn toàn. Nó có thể giữ được xung P ở mức khoảng tầm 5.075, tức là cao hơn so với cả chiếc tản nhiệt Zonbo, chiếc tản nhiệt Noctua chúng ta một tí. Và nhân E cũng tương tự như vậy, cũng cao hơn một chút, rơi vào khoảng tầm 4.0GHz. Thế nhưng mà ấn tượng hơn cả đó chính là nhiệt độ. Chiếc tản Noctua đúng không? Thì nó sẽ giữ được xung P và xung E ở mức rất là tốt, ổn định, nhưng mà nhiệt độ của nó cũng khá là cao khi mà lên mức trên 90 và với nhân cao nhất và khoảng tầm 85-84 gì đấy ở cái nhân trung bình tất cả cá nhân. Còn chiếc Lianli của chúng ta đã bị đẩy tới giới hạn rồi khi mà chiếc nhân CPU nóng nhất ý, rơi khoảng tầm 98 độ trung bình và thường xuyên nhảy lên cái mức 100 độ, khá là cao đúng không ạ? Nhưng mà chiếc Zonbo chúng ta nhá thì mát vô cùng luôn, chỉ có 8+ ở nhân nóng nhất thôi. Và khi mà trung bình tất cả cá nhân ý, thì chỉ mức nhiệt độ ở một mức cực kỳ là thoải mái, chỉ có khoảng tầm 70+ mà thôi. Nói chung ý, nghe đến kết quả này thì em có thể thấy rằng là ok, dù có gì đi chăng nữa, dù có test thế nào đi chăng nữa, chiếc tản nhiệt AO vẫn sẽ có những cái lợi thế riêng của nó. Nó sẽ vì là nó sẽ có khối lượng to hơn, khối lượng lớn hơn, thế nên là nó sẽ có thể tản nhiệt tốt hơn. Đồng thời có một số lợi thế của nó khác so với cả chiếc tản nhiệt khí. Ví dụ như nó chắc chắn sẽ nhìn ngầu hơn này, nó sẽ có nhiều điểm kết nối hơn này. Ví dụ như là tổng cộng sẽ có 4 điểm kết nối trên main mà thêm cả tầm 8 điểm nữa ở trên vỏ cây nếu mà anh em dùng tản 240, hay là 12 điểm nếu mà anh em dùng tản 360 anh em nhé. Nhưng mà với mình cảm thấy rằng là một chiếc tản nhiệt khí như này vẫn có nhiều những cái lợi thế hơn. Thứ nhất là nó sẽ có ít điểm chết hơn. Ví dụ như trên một chiếc AO chúng ta sẽ có là những chiếc fan là điểm chết này, nhưng chúng ta sẽ còn có burn là điểm chết nữa. Còn tản nhiệt khí thì chỉ có fan là điểm chết thôi, tức là nếu mà có chết thì anh em sẽ nhìn thấy. Còn AO mà chết burn nhá, anh em không thể nào nhìn thấy được luôn.
Thứ hai nữa đó chính là cái cách lắp đặt dễ dàng hơn rất là nhiều. Thay vì là phải lắp đặt rất là nhiều các loại gông, rất nhiều các ốc gắn vào cây, gắn vào main, thì chiếc những chiếc tải như này chỉ cần có 2-4 cái ốc bắn trên main rồi xoáy cơ tải vào thôi. Thực sự vô cùng là đơn giản và rất là dễ dàng. Và thứ ba, nếu mà thực sự ý, thì mình nghĩ rằng đa số anh em chỉ dùng khoảng tầm i3, i5, i7 thôi chứ không dùng i9. Thế nên là việc đầu tư một chiếc tản nhiệt nước AEO là khá đắt tiền. Anh em chỉ có thể cần mua một chiếc tản như là chiếc AK620 thôi là cũng quá đủ cho một chiếc CPU như thế rồi, mà mức hiệu năng còn ngang với con này cơ, nhưng được khá là rẻ hơn khá nhiều. Thế và cuối cùng thì mình nghĩ rằng chiếc tản nhiệt khí ý, nó sẽ đỡ ổn hơn so với cả chiếc tản nhiệt nước, bởi vì ví dụ như chiếc Noctua đây gọi là vua của sự yên tĩnh rồi, nó chỉ có 2 fan thôi mà 2 fan của nó rất là im. Còn một chiếc tản nhiệt AEO ví dụ như là của chiếc Zubo này ấy, thì quạt nó khá là ồn, có tổng cộng là 3 quạt và còn có cả tiếng bơm nữa đấy. Đấy là những cái quyết luận của mình. Nhưng mình còn có một cái quyết định đấy, đó chính là một cái kết luận đấy, đó chính là dù có là tản xịn, dù có là tản cháy, dù có là đắt tiền, nhưng thực sự khó lòng một chiếc tản nhiệt 240 có thể cân được với cả một chiếc 360. Vì đơn giản chiếc tản nhiệt 360 nó to rất là nhiều, khối lượng tản nhiệt to hơn rất là nhiều, dung lượng tản nhiệt to hơn rất là nhiều. Thế nên là chắc chắn là nó sẽ chiến thắng. Chỉ mỗi tội là nó sẽ hơi nguy hiểm một chút. Khi mà Zonbo thì mình cũng không chắc được rằng là họ có đảm bảo được rằng là ví dụ như là độ rò rỉ này hay là độ tồn tại của bơm này. Đấy, vân vân và vân vân. Đó chính là lý do sao mà mình vẫn chọn một chiếc tản nhiệt khí như này. Rồi, và đó là cái quyết định của mình thôi. Mình thì thích tản nhiệt khí hơn. Nếu mà anh em thích tản nhiệt nước hay là tản nhiệt gì khác thì anh em hãy để comment ở dưới nhá, và giải thích là tại sao anh em thích tản nhiệt nước hơn ở dưới đấy để anh em cùng bàn tán với nhau, đúng không ạ? Rồi, còn nếu mà anh em vẫn muốn mua những sản phẩm đấy thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác.